Phải, xin chào mừng tất cả quý các bạn đã đến với channel của Piu Piu. Đây là trận đấu solo mid, kèo solo mid tiếp theo giữa Phi của VC Gaming và Resolution. Ở trong hai cái đấu trước, chúng ta đã tìm ra được những cái tên đi tiếp, đó là S4 của Lions và ATG của team EG, và bây giờ sẽ là đại diện tiếp theo của châu Á Phi. Đây là một trận đấu tôi nghĩ là 1-9-1-10, 1-9-1-10. Phi có một chút gì đó lợi thế hơn, nhỉnh hơn về phong độ thôi, nhưng về trình độ tôi nghĩ là ngang nhau. Trận đấu này tôi nghĩ là sẽ không có một chút throw nào đến được Phi đâu. Đánh nghiêm túc vô cùng. Ở trận đấu trước thì chúng ta đã thấy những pha xử lý highlight, những pha xử lý kinh nghiệm đến từ các tay chơi chơi PUBG. Một trong những con hero có khả năng biểu diễn phải nói là bậc nhất, bay lượn như chim và có những pha né phải nói những pha face ship nó là không tưởng. Chứ lúc này thì trong những thời điểm dạo đầu của trận đấu thì lợi thế đang nghiêng về phía của Resolution. Resolution của anh pha được 5 con creep rồi, còn đối với Phi thì nó là 3. Resolution deny 4 và Phi deny 3. Bộ cánh phải nói là điệu đà của con PUBG này của Phi. Rất điệu đà. Thậm chí là cái trưởng nó bắn ra, cái viên đạn nó bắn ra cũng rất là đẹp. Né đi, né được rồi. Resolution vẫn farm được. Ở trận đấu trước thì chúng ta cũng đã thấy là S4 farm cách biệt Azazai như thế nào. Nhưng trong những giây phút quyết định thì suýt chút nữa Azazai cũng đã làm nên được điều đặc biệt. Điều tôi muốn nói ở đây là có thể là các tay chơi họ kém hơn trong việc last hit deny đấy, nhưng với những pha xử lý phải nói là ảo diệu của mình thì họ vẫn có thể lật ngược thế cờ được. Resolution đang có rune double damage. Rune talisman được hoàn thành trên người của Phi. Còn Resolution anh ấy có được cái item này khá lâu rồi. Không phải như vậy là Resolution anh ấy chưa không, cái Nun Talisman đấy là của Resolution chứ là của Phi. Phi anh ấy quyết định là lên bình. Lên bình nhưng lại để Resolution cướp được cái rune double damage. Đáng tiếc là trong người bây giờ lại cả hai bên đều bắn trượt. Bay lên, rất đổ vào, muốn ăn gà. Sai lầm rồi. Có ai thấy cái viên đạn ở cái xe bắn xa vào rồi không? Sai lầm cho tình huống bay lên bắn gà của Phi. Như vậy là kết quả cái đấu đầu tiên này, một cái đấu khá trong vánh, nó lại nghiêng về Resolution, game thủ của Empire. Resolution sẽ vươn lên dẫn trước 1-0. Và chỉ còn một cơ hội nữa thôi cho Phi. Anh không được mắc bất cứ một sai lầm nào nữa nếu không muốn xách vali về nước. Nói vui thôi, nếu như anh không muốn bị đá văng ra khỏi cái kèo solo mid này.